Ronaldo bị đuổi khỏi sân do đấm trọng tài. Tiền đạo 39 tuổi Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh trỏ đối thủ sau cú đánh dọ đánh trọng tài khi Al Nassr thua Al Hilal 1-2 ở bán kết siêu cúp Saudi. Phút 86, khi Al Nassr bị Al Hilal dẫn 2-0, Ronaldo và trung vệ Ali Abulahi tranh bóng ở một quả phạt ném biên. Ronaldo ôm bóng định ném biên nhanh nhưng tuyển thủ Ả Rập Saudi lao tới định cướp bóng vì cho rằng Al Hilal với được quyền ném, nhưng thủ quân Al Nassr nghiến răng giơ khuỷu tay ngăn đối thủ cướp bóng. Đúng lúc Abulahi lao tới, cú húc trỏ của Ronaldo trúng vào cổ trung vệ 35 tuổi khiến anh ngã xuống sân. Trọng tài Mohamed On Hoid ngay lập tức chạy tới rút thẻ đỏ trực tiếp trước quyền thi đấu của Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha tỏ ra bất ngờ, giơ nắm đấm lên hướng về phía ông Hoid và định sấn tới. Lúc đó trọng tài đã quay đi chỗ khác, không nhìn thấy hành động dọa đấm của Ronaldo. Đây là thẻ đỏ thứ 12 trong sự nghiệp của Ronaldo và là lần đầu tiên anh bị truất quyền thi đấu kể từ năm 2018. Trên đường rời sân, anh Bảy còn chỉ tay về phía trọng tài rồi vỗ tay kiêu ngạo nhạo báng. Sau đó giơ ngón tay lên. Siêu sao 39 tuổi đứng trước án treo giò với chuỗi hành động này. Abulahi 35 tuổi từng nhiều lần khiêu khích Ronaldo trong các trận siêu kinh điển Saudi giữa Al Nassr và Al Hilal. Có lần vương trung vệ này vờ ngã, sau đó đứng dậy còn Ronaldo chạy theo vỗ tay. Abulahi cũng vài lần khiêu khích siêu sao Lionel Messi khi Ả Rập Saudi bất ngờ thắng Argentina 2-1 trong trận ra quân World Cup 2022. Ronaldo thiếu kiềm chế khi anh gặp nhiều khó khăn trước đội đang giữ kỷ lục thế giới thắng 33 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Anh bỏ lỡ cơ hội thắng đối mặt ở phút 17 với cú sút căng nhưng vọt xa. Theo thống kê của SofaScore, Ronaldo chỉ chạm bóng 33 lần trong 86 phút thi đấu, xúc họng 6 lần, chuyền họng 6 lần và mất bóng 9 lần. Al Hilal giàu truyền thống nhất châu Á với tổng cộng 66 danh hiệu chính thức, trong đó có kỷ lục vô địch AFC Champions League lẫn Saudi Pro League. Đoàn quân của Jorge Jesus đang đứng vị trí 39 thế giới trên Marseille, Villarreal hay Wolverhampton theo chỉ số sức mạnh của Opta, trong khi Al Nassr đứng thứ 89 sau cả Nottingham Forest. Thất bại trước Al Hilal khiến Al Nassr chỉ còn một đấu trường có cơ hội vô địch mùa 2023-2024, đó là King Cup, giải đấu tương tự Cup FA ở Anh. Ở đó Al Nassr đã vào bán kết và sẽ gặp Al Ittihad ngày 30 tháng 4, còn Al Hilal vào chung kết siêu cúp Saudi gặp Al Ittihad vào ngày 11 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã xem tiêu điểm bóng đá hôm nay. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe cho kênh.